Số 1 của cung diệp. Có nhìn ra được hai bản vẽ này có gì khác biệt không? Bên trái là bản thiết kế của trường quốc tế Cáp Nhĩ Tân. Còn tấm bên phải thì là bản sao bản thiết kế của trường quốc tế Cáp Nhĩ Tân. Sai. Cái bên phải là bản thiết kế trường quốc tế của Trần Thế Mỹ. Tại sao hai bản thiết kế lại giống y chang nhau? Không chỉ có thiết kế không, mà ngay cả khái niệm cũng như nhau. Đều là trường quốc tế, đều xây tòa nhà ở cao cấp và trung tâm mua sắm, địa điểm đều ở Cáp Nhĩ Tân. Bây giờ Đại Trần đã lấy giấy phép nhanh hơn chúng ta và sẽ khởi công nhanh hơn chúng ta. Vậy sau này khi dự án chúng ta được đưa ra thì cả thế giới đều tưởng chúng ta sao chép Đại Trần. Đâu chỉ vậy, nếu để Đại Trần đi sớm hơn ta một bước, vậy dự án của chúng ta có còn điểm đột phá hay không? Nhưng nếu bây giờ chúng ta hủy dự án này thì chúng ta sẽ tổn thất nặng nề lắm. Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp tới vậy chứ. Chắc chắn có nội gián. Nè, bây giờ cả công ty, nhưng ai biết được dự án này chỉ có ba người chúng ta thôi. Còn nữa, cộng thêm cung việc. Không phải tôi đâu Đại Tiểu Thư. Nhược Thủy, tôi có cho cô cũng không dám. Vậy Đại Tiểu Thư nghi ngờ cung Diệp hả? Hắn cứ khăng khăng đòi chỏ mũi vô đây theo cô đi Cáp Nhĩ Tân, tôi cũng thấy lạ rồi. Không ngờ lại to gan tới vậy. Nhưng cung Diệp cùng lắm chứ là gián điệp của bên bà Hai thôi, sao lại dính tới bên Đại Trần chứ? Tôi điều tra rồi, những ngày hai người đi Cáp Nhĩ Tân, thực ra Jenny cũng đi qua đó. Cô chắc chắn có lý do để làm ra những việc gây tổn hại tới bà cả nhà chúng ta. Tưởng như vậy sẽ hủy đi tín nhiệm của ba dành cho tôi, và bà Hai sẽ có thể nắm toàn quyền. Quan tưởng nếu để tôi nắm được bất cứ bằng chứng gì về việc họ muốn lật đổ tôi mà gây hại đến công ty là họ chết chắc. Nếu cô tìm không ra bằng chứng, vậy thì chúng ta sẽ chết. Nhật Thủy à, quãng thời gian ở Cáp Nhĩ Tân, cô có phát hiện cung Diệp có vấn đề gì không? Anh điên hả? Ngoài đó lạnh như vậy, dĩ nhiên ở trong khách sạn rồi. Mũi của anh cũng đỏ lên hết rồi kìa, anh ra ngoài hả? Không có, tôi ở trong phòng ngủ nãy giờ mà. Xạo dễ sợ, hồi nãy anh có trong phòng đâu. Hình như là không có Đại Tiểu Thư. Nếu cô thấy gì đó khác thường thì cô phải báo cho tôi biết. Còn nữa, tôi nhắc cô thêm một lần nữa, con người cung Diệp này cô nhìn không thấu đâu, tuyệt đối phải cẩn thận. Đại Tiểu Thư cô yên tâm đi, tôi biết mình phải làm gì rồi. Ra là lúc đó không ở trong phòng là do đi gặp Jenny. Vốn chỉ từ đầu tới cuối đều đang chơi mình, đồ đê tiện. Anh ở đó làm gì vậy? Tớ đi quan tâm cô đó mà Ni Hung. Có phải hôm đó bị bể cửa sổ sao? Có bị bể trúng vô đầu hay không vậy? Anh có đụng vô laptop tôi không đó? Có xem dữ liệu trong máy tôi không hả? Cô sao vậy? Bộ bị đập vô đầu hả? Máy tính cô có mật khẩu mà sao xem được? Làm ơn biến đi, duy trì khoảng cách. Làm gì vậy mà Ni Hung? Làm gì mặt hầm hầm vậy? Cô chắc cũng cỡ 20-30 năm nữa mới tới cái thời đó mà. Giám đốc cung, anh có thể gọi tôi là Mary không? Còn nữa, tôi bực bội là do anh làm phiền tôi làm việc. Nếu không có chuyện gì, anh đi trước đi. Có chuyện chứ. Là vì chỗ cô bị bể cửa sổ, tôi đặc biệt ra sách phong thủy mới phát hiện ra chỗ này thực sự là một chỗ tam sát đó. Cho nên tôi đã mua chậu cây thần tài để đỡ giùm cho cô. Còn nữa, tôi mua cái gương này để cô thấy được đằng sau. Tôi không cần những thứ này, anh đem đi đi. Nè, mà đi không? Nè, cung Diệp à, tôi còn tưởng sau khi anh đi công tác với chị Mary xong, hai người sẽ thành cặp đôi công khai nữa. Giờ cũng là một cặp công khai rồi, một cặp công khai không ổn đó. Anh đã làm gì cho cổ giận gì? Đâu có, sau khi đi Cáp Nhĩ Tân về là cổ vậy rồi. Ê, theo tôi hiểu chị Mary thì không đơn giản chỉ giận không đâu, nó dường như là trái tim quá đá rồi đó. Quá đá nghiêm trọng vậy sao? Thật ra cậu với Nhược Thủy đã làm gì ở Cáp Nhĩ Tân vậy? Thật sự không có làm gì luôn á. Không lẽ chính vì anh không làm gì hết mới làm chị Mary để tâm? Nguyễn Thục Minh muốn bị điều về bộ phận IT đúng không? Nguyễn Thục Minh, cậu muốn điều về bộ phận IT đúng không? Anh đi được chưa? Bộ tỏ tình đi 2018 đúng là siêu hay luôn, xem tới tôi khóc sướt mướt. Phải đó, hôm qua Tae Hyun với Shin Hee cuối cùng cũng đến với nhau rồi, tôi cũng mừng cho họ lắm đó. Tiếc là hôm qua đã hết, không được xem họ lãng mạn nữa. Tên Bugium đó đáng ghét thiệt, kỳ đà cả mũi làm họ tới tập cuối mới đến được với nhau đó. Đừng nói nữa nha. Đừng nói nữa cái gì chứ, suýt cái gì hả, nói tiếp đi. Tôi nghe thấy mà, mọi người đang nói kết thúc của tỏ tình đi 2018 đúng không? Chị Mary trước giờ đều ủng hộ Bogium mà. Tôi sợ cô sẽ tranh luận thật gay gắt với chúng tôi thôi. Bây giờ không phải nha,
Tôi bây giờ đã ủng hộ Taehyun. Shin Hee chọn Taehyun thực sự là một sự lựa chọn chính xác, vô cùng tốt đó. Sao chị Mary lại đổi lập trường đột xuất vậy? Bây giờ tôi mới nhận ra rõ ràng không được hả? Bây giờ mới nhận ra bản thân mình làm rồi không được hả? Bogium vốn là loại đàn ông đê tiện, dẻo miệng không tin được, nhất thời ham của lạ cho nên dây dãn Shin Hee thôi. Không phải đâu, tôi thấy Bogium là thật lòng với Shin Hee đó. Nè, cô nhìn đi, lần trước Shin Hee đi công tác bị bệnh, Bogium đã đặc biệt qua đó chăm sóc cho cổ. Cái gì mà thật lòng chứ, cô đừng có dễ bị người ta gạt. Tên đê tiện đó căn bản là vì muốn bàn công việc với người nhà cho nên tiện thể rồi rảnh rỗi đi dê dãn Shin Hee mà thôi. Hắn có phải thật lòng với Shin Hee đâu, hên là Shin Hee không chọn hắn thôi. Nếu không thì bộ này không phải là phim thần tượng, là bi kịch đó. À, Maria, có phải cô đã chịu đả kích gì không? Sao thấy cô có vẻ nhập tâm, không giống như đang bàn về phim vậy? Không phải, tôi đang bàn về phim mà. Tôi xem nhập tâm quá thôi. Được rồi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng cùng quan điểm, đều ủng hộ Taehyun. Hay là chúng ta ủng hộ cho Trót qua tiệm gà rán mà ảnh làm đại diện thử xem ha? Được đó, tôi muốn thử lâu lắm rồi. Dù sao chúng ta vẫn chưa gọi món mà. Tôi sao cũng được. Đi thôi. Đi thôi. Manny Hung. Xin chào. Helen. Anita. Nè Cung Diệp. Hả? Nè, có phải anh từ chối chị Mary không? Từ chối? Trước đó tất cả chị em của chị Mary đều ủng hộ Taehyun. Chỉ có một mình cổ cho rằng nữ chính nên đến với Bogium. Và cả thế giới đều biết cổ xem anh là Bogium. Nhưng mà lạ thật nha, tự nhiên cổ lật kèo, luôn miệng chửi Bogium là đê tiện. Chắc chắn là cổ tỏ tình với anh mà lại từ chối nên mới thẹn quá quá giận luôn. Trước tiên, cổ chưa bao giờ tỏ tình với tôi. Với lại tôi càng không thể nào từ chối. Tôi không hề từ chối cổ. Anh còn giả bộ nữa hả? Anh có biết chị Mary khi ở Cáp Nhĩ Tân, choàng cái khăn choàng đó, đứng dưới cột đèn ngắm tuyết đầu mùa không? Không phải cổ xem mình như Shin Hee đứng đợi Bogium anh sao? Hôm qua anh đợi chút đi chút, anh nói cổ có đi xem tuyết đầu mùa. Đúng vậy, cổ có check in trên IG mà, cổ còn up hình tự sướng lên nữa, rất là nhiều tấm hình đó. Sao có thể chứ, tôi có xem, đâu có tấm hình kiểu này. Có đó, cổ đăng cỡ một tiếng là xóa rồi, chắc chắn là cổ giận anh nên xóa mất rồi. Nè, tôi có lưu lại số hình đó nè, anh xem đi, cũng kinh điển lắm đó. Thì ra tối hôm đó mà Manny Hung có tới đợi mình sao? Nè, có cho ai xem tấm hình này chưa? Dĩ nhiên là không rồi, anh tưởng tôi nhiều chuyện lắm sao? Thật không ngờ chị Mary cũng 30 mấy tuổi rồi mà tâm hồn còn thiếu nữ tới vậy. Giả làm nữ chính trong phim thần tượng nữa. Đúng là mắc cười ghê. Anh cũng 30 mấy tuổi rồi, cũng vẫn nhiều chuyện vậy thôi. Vẫn mắc cười dễ sợ luôn á. Trả lời đây. Nè, gửi tấm hình cho tôi, rồi sau đó xóa nó đi. Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Ok, tôi sẽ gửi cho anh. Rồi, gửi xong rồi đó. Ê, nè, tuyệt đối đừng nói ai nghe. Ê, được rồi. Cuối cùng cũng biết tại sao giận rồi. Đang làm gì đó? Tôi biết cô không trả lời tôi đâu. Bây giờ cô mở radio nghe chương trình của ông Sâm đi. Anh kêu tôi nghe radio thì tôi nghe radio hả? Không nghe cô sẽ hối hận đó. Vậy nghe thử coi anh dở trò gì. Tiếp theo đây, có một vị thính giả tên là Gia Minh. Bạn ấy nói có điều muốn nói với thiên thần cầm đôi. Ủa, Gia Minh? À, tôi nhớ bạn rồi. Lần trước khi bạn rời khỏi Hồng Kông, bạn từng lên đây yêu cầu bài hát cho thiên thần cầm đôi nghe. Gia Minh nói rằng bạn ấy không hề biết hôm tuyết đầu mùa đó bạn có đứng đợi bạn ấy ở dưới cột điện. Sao anh biết mình có đi vậy ta? Không lẽ anh có theo dõi Instagram của mình sao? Gia Minh nói bạn không cần quan tâm tại sao anh biết. Quan trọng là tối hôm đó thật ra bạn ấy thật sự muốn đi gặp bạn. Vì bạn ấy đột nhiên nhận được tin tức về chú Kiệt nên mới tới không được. Bạn ấy biết cho dù là lý do gì thất hẹn cũng là sai. Cho nên tại đây bạn ấy muốn nói lời xin lỗi với bạn. Còn hỏi bạn có thể cho bạn ấy một cơ hội có thể bù đắp được không? Nếu như Gia Minh có lý do rồi, hay là bạn tha thứ cho bạn ấy một lần đi, có được không? Manny Hung, tối qua cô có nghe chương trình của ông Sâm không? Có nghe thì sao, không nghe thì sao? Nếu như cô không nghe, bây giờ tôi có thể nói lại lần nữa. Đêm ở Cáp Nhĩ Tân đó, tôi thật lòng muốn cùng cô xem tuyết đầu mùa đó. Nhưng mà tôi có chuyện đột xuất cho nên không đến đó được. Nhưng mà sau đó tôi có đến đó, nhưng mà cô đã đi mất rồi. Lúc tôi về khách sạn thấy cô, hỏi cô thì cô nói mới ăn lẩu xong không tới đó. Anh cũng nói dối tôi là ngủ trong khách sạn nguyên một buổi mà. Vậy tại sao cô lại nói dối tôi? Tại sao lại nói dối là cô đi ăn lẩu chứ?
Nếu tôi biết được cô đứng với Tuyết lạnh cống đợi tôi lâu như vậy, đợi tới mũi ửng đỏ hết, tôi chắc chắn sẽ không coi như không xảy ra chuyện gì. Vậy anh tìm được chú Kiệt chưa? Khi tôi tới nhà hàng đó mới biết được, thì ra tin tức chú Kiệt ở nhà hàng đó là chuyện của 3 tháng trước rồi. Ờ, vậy tức là cô có nghe chương trình của ông Sâm đó rồi hả? Đúng lúc cáo đỏ mở radio thôi mà. Vậy được rồi. Vậy là cô biết chuyện ở Cáp Nhĩ Tân chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ chúng ta không sao rồi đúng không? Có sao đó. Anh trả lời thành thật cho tôi. Có phải anh đi gặp Jenny ở Cáp Nhĩ Tân không? Có phải anh làm gián điệp cho Jenny lấy tài liệu hợp của chúng tôi cho cổ không? Thì ra đại tiểu thư nghi ngờ tôi có liên quan tới chuyện này. Bây giờ cô cũng nghi ngờ tôi vậy sao? Anh trả lời tôi có hay không là được rồi. Tôi đi Cáp Nhĩ Tân là tôi thật lòng muốn đi công tác chung với cô. Tôi đến đó rồi, sau khi hẹn cô rồi mới nhận được điện thoại của Jenny. Nó có tin của chú Kiệt, tôi mới biết cổ cũng đi Cáp Nhĩ Tân. Nhưng mà ai dè tin đó là của 3 tháng trước rồi. Cô chỉ muốn chơi tôi thôi. Tức là Jenny cố tình tới Cáp Nhĩ Tân để chơi anh thôi hả? Giống vậy tôi đã thấy kỳ lạ rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu, cổ tới Cáp Nhĩ Tân là muốn điều tra tin tức về kế hoạch của đại tiểu thư, rồi sau đó tiết lộ cho đại trần biết cổ chơi tôi, tiện thể thôi. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Sao không nhấn nút? Dạ tôi quên. Đại tiểu thư ơi, tôi đi nói không giận cô nữa, tôi nay sẽ dọn về nhà. Tại sao cô lại đi chung thang máy với Cung Diệp đó vậy chứ? Thật ra đi chung thang máy cũng bình thường thôi, không lẽ đi thang bộ của chung hả? Con người rác rưởi nhiều chuyện, đi ra cho tôi. Ừ. Hồng Nhật Thủy, cô bị trai bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Cái tên Cung Diệp này vừa xáo quyệt vừa ăn nói dẻo ngọt, cô dính tới hắn để làm gì chứ? Đại tiểu thư à, tôi có hỏi Cung Diệp rồi. Vụ trường quốc tế ở Cáp Nhĩ Tân có lẽ không liên quan tới ảnh đâu. Cô đừng độn từ khi nào vậy hả? Bộ có tên giết người nào thừa nhận mình giết người sao? Cô đi hỏi hắn, dĩ nhiên hắn nói không có rồi. Nhưng mà nhìn ảnh chân thật lắm, không có vẻ đang nói rốt vui. Rốt cuộc cô được lợi gì từ hắn? Thích hắn như vậy chứ? Tôi đâu có thích ảnh. Cô tưởng tôi mù hả? Cô làm ơn đi, đừng dễ dàng để hắn lừa như vậy chứ. Nhưng mà ảnh không có gạt tôi. Tôi tưởng cô như tôi đều là người phụ nữ của sự nghiệp, sẽ không dễ dàng bị những lời ngọt ngào của đàn ông dụ. Cô có biết không? Đàn ông sẽ phụ cô, nhưng công việc sẽ không đâu. Nhưng mà công việc thì tôi làm tới 65 tuổi là phải về hưu, còn đàn ông có thể ở bên tôi cả đời lận. Vậy cô có tin ngay bây giờ tôi cho cô nghỉ hưu sớm liền không hả? Đừng mà đại tiểu thư, tôi vẫn còn rất muốn cống hiến cho Tiếp Long. Tôi vẫn muốn làm việc cho cô. Sau này tôi sẽ đề phòng Cung Diệp hơn, tôi sẽ không tiếp cận Cung Diệp nữa. Làm được mấy nói đó nha, tôi coi như cô sáng suốt đó. Đáp án là bây giờ mở chương trình của Mr. Sam đi. Hôm nay rất là vui vì lời tâm tình của Giang Minh dành cho Thiên Thần Cầm Đôi ngày hôm đó. Cuối cùng đêm nay có câu trả lời rồi. Thiên Thần Cầm Đôi nói, hôm nay đã làm một trắc nghiệm tâm lý. Bạn ấy muốn biết mình nên tìm một nửa kia là người như thế nào. Và kết quả trắc nghiệm tâm lý chính là bạn ấy nên tìm một người đàn ông thật lòng thật dạ, làm gì cũng vì bạn ấy trước, luôn để bạn ấy là number one. Cho nên nếu Gia Minh hứa không để cho bạn ấy leo cây nữa và làm được những điều kiện trên, thì Thiên Thần Cầm Đôi nói sẽ có thể cho bạn một cơ hội nữa đó. Vậy phải chúc mừng Gia Minh trước rồi. Hy vọng Gia Minh sau khi nghe xong chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đừng để thiên thần của bạn ấy thất vọng thêm nữa nha. Tôi nhất định sẽ không. Nhất định sẽ không. Đào Tư Giới, nhấn chìm lầu 7. Chào. Chào. Tôi có nghe radio. Ờ. Cô có muốn biết sau đó nhà mình sẽ làm thế nào không? Tôi cũng không ngại nghe đâu. Chủ nhật tuần này cô và người nhà có rảnh không? Người nhà tôi có rảnh hay không liên quan gì chứ? Đó là vì tôi muốn bày tỏ tấm lòng trước mặt họ, nói cho họ nghe ai mới là number one của Cung Diệp. Tôi cảm thấy làm như vậy mới đủ thành ý và xứng đáng với Thiên Thần Cầm Đôi. Anh dở như vậy đừng có mạnh miệng nói quá. Ha ha ha!
Mary Hùng bị cái gì sao nhìn như chạm mạch vậy? Đồng nghiệp bị rối loạn cảm xúc, cần chúng ta quan tâm nhiều hơn. Theo tôi thì đừng quan tâm, đặc biệt là những người có biểu hiện thất thường. À đúng rồi, thực ra hôm nay là ngày gì vậy? Tại sao tôi lên chơi game với Thành An thôi mà cũng phải ăn mặc chỉnh chu vậy? Nhật Thủy mấy ngày trước đã nhắc tôi, nhắc tới sáng nay luôn, nói tôi hôm nay lên đây nhất định phải ăn mặc đẹp một chút. Cũng liên tục hỏi gì câu hỏi này, nhưng mà gì cứ giấu giấu giếm giếm không chịu trả lời. Đó, còn bắt chú mặc bộ vest đẹp nhất ra ngồi đợi đó, không biết đợi gì nữa. Bản thân chị sáng sớm dậy đã trang điểm lộng lẫy, còn lấy cái váy bảo bối Chanel ra mặc nữa, rồi sau đó không ngừng tô mấy lớp son lên môi, tôi tới giờ luôn đó. Em sợ chị cứ tô nữa chắc nhiễm độc chì quá. Trước khi nó nhiễm độc chì, chị tin là nó đã nhiễm độc người khác rồi. Ba kia. Chú Căn. Ba à, chuyện gì vậy? Nhật Thủy đó, hôm nay nó mời bạn lên nhà hả ba? Ba cũng không biết. Nhưng cùng dịp tôi nói với ba, cậu ấy nói hôm nay sẽ lên đây, kêu ba khỏi phải nấu cơm, cậu ấy có sắp xếp rồi. Câu đố đã được giải rồi, người hạ độc đó chính là Cung Diệp đó. Chúc mừng ba, bé ba có bến đổ rồi. Bé ba cuối cùng đã có bến đổ rồi. Mở cửa đi nhanh lên, xem có phải A Cung không. Xin chào. Cho anh, nhà hàng Trường Đảo gửi tới. Để bên kia giùm đi, cảm ơn. Cái gì vậy? Sao nhiều quá vậy? Mở ra coi. Đồ ăn kìa. Mở ra coi. Cái gì vậy? Trời ơi, đồ xịn thật nha. Nguyên thùng đều là rượu giang năm 98 hết, sang quá nha. Toàn bộ đều là Cung Diệp chuẩn bị hết hả? Cô ấy chơi sợ quá nè. Chắc chắn là muốn chị ba vui rồi, ba nhìn kìa. Tất cả đều là những thứ chị ba thích nhất đó. Miếng cừu to như vậy con kiềm chế không được nữa rồi, con làm một miếng trước nha. Đứng im, hai tay để sau đầu. Chuyện gì vậy? Ngồi xuống. Làm gì vậy? Dì nói con nghe, con đừng hòng ăn dụng coi như mất một miếng rồi thì không hoàn hảo. Hôm nay không thể có bất cứ gì không hoàn hảo được. Đừng có đùa nữa mà dì ba. Nè, muốn ăn đấm không? Người ta muốn hoàn hảo, không phải là muốn hòa hảo với con. Sao lại mang dép vậy? Ăn mặc là quẻ hết sức vậy chú? Chú thay đôi giày đi. Chứ, anh hai cũng đi giày thể thao mà. Giày thể thao cũng là giày mà, mau thay đôi khác đi. Kim Thành An, cho ông đôi giày. Đừng mà ông chú. Đừng mau lên. Cho chú một đôi. Được rồi anh hai. Đừng mà. Nè, chị hai. Sao Triều Dĩ hôm nay không qua đây vậy? Cần thiết vậy sao? Sau này Triều Dĩ cũng là thành viên của nhà họ Hùng, nên em thấy nếu hôm nay ảnh cũng đến sẽ tốt hơn. Hôm nay bác nguyên nhà đều hưởng ứng với em, có phải có chuyện gì sắp xảy ra hay không? Lát nữa mọi người sẽ biết thôi. Alo, đồ ăn tới hết rồi, anh tới chưa? Mọi người ăn trước đi, đừng đợi tôi. Anh bận việc hả? Vậy mọi người đợi anh nha. Tôi xin lỗi, hôm nay không tới được rồi, bye bye. Có phải Cung Diệp không? Cô ấy nói mấy giờ mới tới. Không cần đợi ảnh nữa, cho dù ảnh có tới con cũng không mở cửa đâu. Tại sao vậy dì ba? Tại sao vậy? Nè dì ba. Nè. Dì ba, sao dì ăn nhanh quá vậy? Vậy không có hoàn hảo nữa đâu, vẫn chưa tới đủ mà. Đủ rồi, ăn được rồi. Ăn không đi. Không phải nhưng mà. Ăn đi. Anh ăn đi. Đừng ba. Anh Cung, thật xin lỗi ba anh mất tích rồi. Tại sao vậy chứ? Dạ xin lỗi là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã cho người đi tìm khắp nơi rồi, nhưng theo trình tự thì vẫn phải thông báo một tiếng. Ông không có mang điện thoại theo sao? Thiết bị định vị của ông đâu? Ông không mang theo trong người. Thật ra dạo gần đây trí nhớ ông kém đi nhiều. Chúng tôi vốn đã muốn báo cho anh rồi. Vậy bây giờ báo cảnh sát đi, tôi sẽ tìm phụ. Anh đi đi, anh tìm lộn chỗ rồi. Nè, chỗ này là nhà của tôi mà. Anh không đi nữa tôi báo cảnh sát đó. Anh coi họ. Dạ, xin lỗi. Anh tôi đưa ông đi. Là ba tôi. Xin lỗi. Xin lỗi nha. Yết tình. Ba đi sao? Đi thôi. Trời ơi. Sao con lại nói xin lỗi người ta làm cái gì vậy chứ? Con tuyển người làm như vậy sao? Về công ty á, con qua phòng nhân sự, nó họ sa thải liền. Ba, chỗ này không còn là nhà của chúng ta nữa đâu. Chỗ này á là ba với anh Kiệt là một vụ làm ăn lớn, lời được nhiều mua về đó, mới năm ngoái dọn vô thôi mà. Ba nhớ lộn rồi. Là 20 mấy năm trước, chú Kiệt lấy hết toàn bộ tiền công ty chúng ta bỏ chạy. Căn nhà này chúng ta đã bán để trả nợ, đã bán lâu rồi ba không nhớ sao? Ba, không sao đâu. Con sẽ xây dựng công ty này lại cho ba thôi. Tới lúc đó con sẽ mua lại căn nhà này cho ba. Tới lúc đó con sẽ cho ba cuộc sống như trước. Còn nữa, con sẽ tìm chú Kiệt về, bắt ổng chập đầu tạ tội với ba. Bây giờ con dẫn ba tới đây là đâu vậy? Ba nhớ ra rồi. Bây giờ ba phải về công ty liền, bởi vì ba có hẹn với một khách hàng lớn, bàn chuyện làm ăn lớn. Rồi, ba... vậy đi nha. Cung Diệp, anh biết vụ trường quốc tế cấp Nghĩa Tân rồi đó. Giờ báo giao toàn bộ dự án cho bà hai chúng tôi tiếp quản. Anh có nhã hứng giúp tôi không? Thì ra thực sự là cô tiết lộ thông tin cho Đại Trần biết. Quan trọng sao? Quan trọng là dự án đó giờ đã do tôi nắm. Nếu anh đồng ý về phe của tôi, sau này anh không những như diều gặp gió, ngay cả Lôi Gia cũng có thể trở thành hậu thuẫn cho anh. Anh cũng muốn tìm lại chú Kiệt mà. Dù thỏa thuận này anh chắc biết tính mà ha.
Đồ đê tiện. Xin lỗi nha chị Mary, tôi bận hết nguyên buổi sáng. Anh Cung không ở đây một buổi sáng đã thành ra như vậy, hai ngày tiếp theo không biết phải sao nữa. Cô nói Cung Diệp không ở đây hả? Đúng vậy, hôm nay ảnh không đi làm. Hôm qua tôi nhắn tin cho ảnh, ảnh nói hôm nay phải đi cáp nhĩ tân với Jenny để theo dõi dự án trường quốc tế đó. Ảnh đi cáp nhĩ tân với Jenny, dự án đó liên quan gì tới Jenny chứ? Cô không biết hả? Ông Long lớn chuyển nguyên dự án đó cho Jenny tiếp quản rồi. Jenny là người bên bà hai mà, không phải ảnh đầu quân về bà hai sao? Vậy phòng thị trường chúng tôi sau này không phải thuộc về phạm vi của bà hai sao hả? Thì ra hôm qua không tới là vì đi cáp nhĩ tân với Jenny. Nhật Thủy, dự án bên cáp nhĩ tân, tôi đi vệ sinh chút xíu nha. Tôi không nói sai đúng không? Cung Diệp vốn là người của bên bà hai. Chuyện giành mất dự án bên cáp nhĩ tân từ đầu đến cuối đều có mặt của hắn đó. Uổng công cô tin hắn tới vậy. Dự án đó vất vả lắm mới đi đến ngày hôm nay, sao tôi có thể dễ dàng để người khác giành đi? Lát nữa cô uống xong lên văn phòng của tôi liền, chúng ta nghĩ cách giành lại thứ thuộc về chúng ta. Thì ra tôi không phải là người đàn ông có thể luôn đặt cô làm vị trí thứ nhất. Xin lỗi.